Chào nị, thường khi mình bắt tay vào viết một bài văn thì sự mạch lạc và tinh tế luôn là những ưu tiên hàng đầu. Mình sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút, cẩn thận trong từng câu chữ, quay lại kiểm tra và chỉnh sửa những chỗ chưa thực sự hoàn hảo, với mong muốn sau cùng rằng những gì mình viết sẽ phản ánh đúng suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, có một phương pháp viết khác mà hôm nay cũng muốn giới thiệu cho nị. Phương pháp này cũng có cùng mục đích là biểu đạt những suy nghĩ chân thật. Nhưng thay vì tập trung vào văn phong, phương pháp này ngược lại cho rằng mình không nên nghĩ quá nhiều, cũng không nên băn khoăn về từ ngữ hay phải chỉnh sửa gì cả, mà thay vào đó chỉ cần viết ra tất cả những gì xuất hiện trong đầu ngay tại lúc đó, mà không cần quan tâm đến việc điều mình nghĩ có logic, có tao nhã hay không. Cách viết này được gọi là viết tự động, automatic writing. Thì mình sẽ bắt đầu bằng cách chọn một chủ đề mà mình thích, ví dụ như là mẹ tôi, gia đình tôi, hoặc bất cứ điều gì mà mình muốn viết. Và sau đó mình sẽ có 2 phút để viết càng nhanh càng tốt mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình về chủ đề đó. Thì sau khi hoàn tất, mình sẽ đọc lại những gì mình đã viết. Rất có thể mình sẽ thấy, hóa ra những cảm xúc này nó khác xa với những gì mà mình nghĩ trước đây. Mình có thể phát hiện ra rằng có những người mình giận, nhưng thật ra sâu bên trong vẫn còn tình thương. Hoặc ngược lại. Nói chung, mọi cảm xúc mà mình đã giữ kín ngày qua ngày dưới lớp vỏ bọc bình thường sẽ cứ thế mà tuôn trào một cách tự nhiên. Thì giá trị của bài tập này nằm ở việc nó giúp mình thành thật với bản thân và học cách chấp nhận sự thật. Có rất nhiều sự thật bị kìm nén bởi nhiều lý do khác nhau, nhưng thật ra điều đó không giải quyết được vấn đề. Vấn đề nó vẫn nằm đó thôi, chỉ là mình đang cố che nó lại thôi. Và đôi khi chính cái sự từ chối con người thật của mình đó cũng là nguồn cơn cho những vấn đề tâm lý như là lo âu, tức giận và trầm cảm. Thì phương pháp automatic writing, phương pháp viết tự động này á, dĩ nhiên nó sẽ không biến mình thành một nhà văn vĩ đại đâu, nhưng nó sẽ mang lại những điều còn hữu ích hơn như vậy nữa, là nó sẽ giải phóng mình khỏi những sự giả dối mà chính mình tạo ra, và đó mang lại sự cân bằng cho tâm trí. Thì dịp lễ này ở nhà nếu có thời gian hãy thử cái phương pháp này nha. Chỉ 2 phút thôi, nhưng 2 phút đó là 2 phút giúp mình gặp gỡ con người thật của mình, qua đó mình học cách chấp nhận sự thật và cân bằng cuộc sống. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.